thứ năm. Đây, các bạn hãy dùng giấy và bút. Hãy viết xuống giấy cho cô ba người mà bạn yêu nhất. À, các bạn hãy nghĩ xem, tên thôi nha, tên. Tên ba người mà bạn yêu nhất. Hoặc là mình có thể ngắn gọn thôi là bố mẹ chẳng hạn. Đó, rồi là ai đó, là đơn giản thôi, ba người mà mình yêu nhất nha. Hãy cho các bạn là 30 giây để viết ba người mình yêu nhất cho cô. 2. Xong chưa? Tiếp theo nha. Hãy viết ba điều tốt đẹp mà bạn làm được. Các bạn trong cuộc sống chúng ta thì chúng ta luôn luôn hướng tới cái đẹp, hướng tới cái tốt. Vậy thì các bạn đã làm được cái việc gì đẹp, tốt đẹp chưa? Bạn thử xem. À, thì tốt đẹp là gì? Đơn giản lắm. Ví dụ như là mình có thể là hiếu thảo với ba mẹ, hiếu thảo với ông bà. Giúp ba mẹ làm việc nhà. Đó. Rồi là giúp ông ba mẹ là nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa thì đó là những việc tốt rồi ha. Hoặc là mình có thể là giúp một cái người khó khăn nào đó về một cái cho họ một cái bánh mì chẳng hạn, ví dụ như thế nha. Hoặc là mình làm tham gia đóng làm từ thiện, đóng góp một cái phần nhỏ cái tiền ăn của mình cho người khác thì đó là việc làm tốt rồi các bạn nha. Rồi xong chưa? Rồi tiếp tục. Mời các bạn tiếp tục nào. Viết cho cô ba điều khiến bạn. Thôi cái phần này không cần lo lắng, cô nghĩ là tôi bỏ đi. Viết cho cô ba người mà bạn ghét và không ưa. Cái người mà mình ghét và không ưa đấy các bạn nha. Và cô nghĩ là chắc là ai cũng có cái phần ghét và không ưa thì một ai đó nha. Thì các bạn hãy viết ra. Và nếu mà cô ghét ai anh em nhà mình ấy, thì là viết thì che lại nha. Chứ không hồi mọi người mình thấy hồi là tí là hỏi cô quấn lộn đấy nha. Cô quấn lộn đó. Mà lỡ mà cô biết lúc nào đó mà tự nhiên biết mẹ hết ba mình mà biết ra một cái thì rồi lại không có tiền ăn sáng ngay nè, không có tiền để mà mua mua đồ dùng, mua đồ đẹp đâu. Thế nên đừng có biết ba mẹ nha. Đây, bạn biết xong chưa? Biết xong rồi thì hãy đánh đổi ngôi tháp của cô số 1 này. Biết xong chưa? Xong rồi. Thì bây giờ cô muốn hỏi một bạn là khi mà mình nghĩ tới cái người mà mình yêu thương và nghĩ tới cái việc làm tốt thì mình tâm trạng của mình như thế nào? Ai có thể giơ tay để trao đổi nhỉ? Khi mà mình biết tên ba người mà mình yêu nhất này, rồi là mình biết ba cái việc làm tốt này thì tâm trạng ấy, tâm trạng của mình như thế nào? Trạng của mình như thế nào? Cô mời bạn là Hương Quân. Hương Quân ơi, Hương mở mic ra nha. Hương Quân ơi. Dạ. Hương Quân ơi, vừa nãy Hương Quân có biết ba người mà mình yêu thương nhất không? Dạ có. Thế thì khi mà mình biết ba người mình yêu thương nhất thì tâm trạng của mình như thế nào? Dạ thưa cô là rất là thoải mái ạ. Rất là thoải mái. Rồi bây giờ cô hỏi Quân một cái nữa là nãy Quân có biết ba người mình ghét nhất không? Em không biết ghét ai hết ạ. Không ghét ai. Hiện tại là Quân không ghét ai hết đúng không? Dạ đúng rồi đó. Thì đó là một cái điều tuyệt vời. Nếu mà mình không ghét ai là mình sẽ những người mà tuyệt vời đấy các bạn ạ. Nếu mình không ghét ai các bạn biết không thì tại sao được tuyệt vời thì tí cô sẽ nói cho các bạn nha. Thì cô sẽ nói cho các bạn. Rồi, có còn ai muốn chia sẻ đâu? Cô mời Giang Nguyễn nào. Giang Nguyễn đâu rồi? Giang Nguyễn có khi nào đang bị tắc cao đi tranh thủ học bài không nhỉ? Giang Nguyễn ơi. Giang Nguyễn đâu rồi? Dạ, em nghe cô. Giang Nguyễn cho cô hỏi là nãy Giang Nguyễn có biết ba người mà mình yêu thương nhất không? Dạ, em không có người ghét nhưng mà ba người yêu thương em nhất là cha mẹ của em là được hai người với thứ cuối cùng đó chính là chắc chú của em. Rồi nói chung là cô thì cô chỉ hỏi là các bạn là có biết không thôi chứ cô không yêu cầu các bạn biết nào biết ha.
cô chỉ cần hỏi các bạn có biết không thôi, biết là được rồi. Vậy là các bạn hay quá, các bạn không hề có cái sự ghét ai hết, thì đây là một điều tuyệt vời. Rồi, cảm ơn Nam Nguyễn nha. Rồi, vậy thì bây giờ cô cho các bạn biết bí mật tại sao mà nó tuyệt vời các bạn nha. Đây, khi mà chúng ta ấy, mà yêu thương, làm những cái việc yêu thương, chúng ta yêu thương mọi người thì cái bộ não của chúng ta ấy, nó sẽ tiết ra một cái chất gọi là endorphin các bạn nhé. Một cái chất này nó rất là tuyệt vời luôn, nó làm cho bộ não nó khỏe mạnh, nó làm cho bộ não nó sáng suốt và thông minh, và nó giúp cho cái cơ thể chúng ta ấy, là nó luôn luôn vui vẻ, và nó tạo nên cho chúng ta một cái tâm thái rất là rất là xinh đẹp. Nếu như mà chúng ta luôn luôn là yêu thương, chúng ta hay cười á, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái bộ não khỏe mạnh, thông minh nha, và nó sẽ tạo cho chúng ta cái hình hài nó luôn luôn tươi trẻ, và nó sẽ giúp cho chúng ta tạo nên một cái khuôn mặt nó lúc nào nó cũng thân thiện mà nó đẹp các bạn nhé. Còn nếu mà chúng ta mà hay ghét ấy, hay nghĩ tiêu cực và ghét những người xung quanh chúng ta, thì nó hoặc là chúng ta bực bội ý các bạn, thì nó sẽ tiết ra một cái chất gọi là cortisol. Thì là cái chất này ấy, nó là một cái chất nó sẽ làm cho bộ não của chúng ta nó mệt mỏi nha, nó làm tổn thương bộ não của chúng ta đó, nó làm tổn thương bộ não của chúng ta, thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của chúng ta trở nên là lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, và mình học tập nó sẽ rất là khó khăn nha, rồi là những cái sinh hoạt cuộc sống của chúng ta nó sẽ không được nó cái bộ não của chúng ta nó sẽ không thể mà sáng suốt, nó không thể vui vẻ để chúng ta học tập cũng như là trong cái cuộc sống chúng ta, thì nó cái khuôn mặt chúng ta nó sẽ làm cho khuôn mặt chúng ta nó nặng câu có nha, và nó không nó bị xấu đi theo thời gian. Nếu như mà chúng ta luôn luôn tức giận, luôn luôn nghĩ tiêu cực và luôn luôn ghét bỏ một ai đó các bạn nha. Cho nên là qua cái phần này thì các bạn lưu ý cho cô cái khám phá số 5 nhé, là chúng ta luôn luôn phải là vui vẻ, suy nghĩ tích cực ha, và chúng ta không nên là gây cái sự thù hằn hay là ghét bỏ ai đó, mà chúng ta phải là có cái lòng vị tha này, chúng ta phải luôn luôn nghĩ tích cực và chúng ta luôn tươi cười, chúng ta luôn yêu thương ha, thì bộ não ta rất khỏe mạnh các bạn nhé. Và cái gương mặt chúng ta thì nó sẽ được đẹp lên mỗi ngày các bạn nhé, đó đẹp lên mỗi ngày. Rồi tiếp theo khám phá số 6. Khám phá số 6 nè, các bạn chúng ta lại tiếp tục chơi một cái game nhá, chơi một cái game các bạn nha. Các bạn chúng ta cầm bút và giấy chuẩn bị nè. Các bạn không được chụp màn hình nha, mà chúng ta chỉ nhìn thôi, sau đó nhớ giùm cô nhá. Rồi, không chụp mà không ghi chép. Rồi, bây giờ cô mời các bạn nè, cô cho các bạn thời gian là 30 giây để chúng ta ghi nhớ nhá, không viết nhá, ghi nhớ các con số ở trên màn hình của cô. Các bạn hãy ghi nhớ các con số này, không được ghi chép, tự mình nhìn và ghi nhớ xem tí mình nhớ được bao nhiêu số nha. Rồi cô đếm nè, 5 giây ngược lại nha, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Rồi, bây giờ cô cho các bạn chúng ta thời gian 30 giây để viết lại những con số mình ghi nhớ, không cần theo thứ tự nha. Các bạn hãy viết lại xem là mình đã nhớ được bao nhiêu số. Các bạn hãy viết bao nhiêu số chúng ta phải đếm được không? Ví dụ như là viết được 2 số hay 3 số hay 5 số. Sau đó các bạn đánh vào ô chat dùng cô nha, xem các bạn nhớ được bao nhiêu số đúng không? Anh Mang ơi, con không được. Không, mình không cần viết số đó đâu, mà mình chỉ cần viết là nhớ được 5 số hay nhớ được 3 số hay nhớ được 4 số thôi nha, không cần viết con số đó ra đâu. Có một số bạn là con mình lên đây cái dãy số đó rồi, mình đừng có con mình như vậy nha, mà mình nhìn xem mình nhớ nó không, mình biết ra. Bạn biết 5 số, bạn biết 3 số. Rồi, bạn 3 số, bạn 5 số, bạn 4 số. 3 số thôi, đấy. Rồi, đó, thì đó là một cái game nha. Rồi, rất là tuyệt vời. Bạn thì 3 số, bạn 5 số, bạn 4 số. Trong cái đó, lúc nãy chúng ta có tới 8 số đúng không? 7 số, đây. Bạn thì Dương giỏi thế, anh Tuấn 6 số luôn. Rồi, bây giờ cô mời các bạn tiếp tục nha. Các bạn nhìn màn hình giúp cô. Cái phần này cô không cần
mình phải kiểm tra nữa nha các bạn. Chúng ta chỉ kiểm tra là mình nhớ được bao nhiêu số lần rồi. Lần thứ hai, quan sát nè, chuẩn bị quan sát vào màn hình chứ không, xem lại trong màn hình chúng ta. Ai bỏ qua phần này luôn nha. Đây, nhìn màn hình cho cô nè. À, và nhớ cho cô xem trên màn hình có những hình ảnh gì nha. Rồi, cho các bạn thời gian 15 giây để ghi nhớ những hình ảnh này. Không được viết nha, không được viết, nhớ bằng trong bộ não mình thôi. Cô đếm ngược nè. 5 4 3 2 1 hết giờ. Rồi, các bạn hãy ghi vào giấy xem mình nhớ được bao nhiêu hình ảnh, không cần theo thứ tự. Sau khi các bạn ghi được rồi thì các bạn đếm xem là mình nhớ được bao nhiêu hình ảnh và đánh vào qua chat từng cột. Mười, rồi, mười, mười một, mười, bảy, các bạn chỉ cần đếm thôi nhé, không cần biết cua cá gì đâu. Chín, trời ơi, nhiều thế, các bạn giỏi thế, mười một luôn. Nãy giờ cô chiếu bao nhiêu hình ảnh mà các bạn lên đứng mười một ta? Mười, tám, sáu, mười. Rồi, kiểm tra nhá, xem đúng không nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cô chiếu có 10 hình ảnh mà một bạn hôm nay bạn không mừng đến 11 hình. Không biết bạn lấy ở đâu ra 11 hình dài. Đây, đó các bạn thấy không? Thế thì các bạn hãy cho cô biết nè, cái việc mà chúng ta nhìn các con chữ và việc chúng ta nhìn hình ảnh thì nhìn cái gì nó giúp chúng ta ấn tượng hơn và nhớ được nhiều hơn. À, các bạn hãy đánh bộ chắc đúng rồi. Là việc chúng ta nhìn con chữ, con số lúc nãy ấy, và việc nhìn hình ảnh cũng thời gian đó, thì các bạn thấy là việc nhìn cái gì nó giúp cho bộ não mình nhớ được nhanh hơn, được nhiều hơn. Hình ảnh đúng rồi, nhìn hình ảnh đó thì bộ não chúng ta nó sẽ ghi nhớ hình ảnh tốt hơn là ghi nhớ các con số và các chữ viết các bạn nha. Đây chính là khám phá năm và thứ sáu của chúng ta nha. Khám phá thứ sáu của chúng ta đó là bộ não của chúng ta rất là thích hình ảnh, nó sẽ nhớ hình ảnh hơn, dễ nhớ hình ảnh hơn là nhớ chữ số và chữ viết. À, đây là khám phá thứ sáu các bạn nha. Rồi, tiếp theo cô mời các bạn cùng cô khám phá tiếp theo, khám phá thứ bảy nha. Hãy các bạn quan sát, đây cô có một cái bản đồ, cô chiếu màn hình các bạn cái bản đồ. Cái bản đồ này chúng ta thấy là toàn có một màu thôi. Bây giờ cô hỏi các bạn này, bây giờ các bạn đang thì đi du lịch, đi picnic, đi đến một cái nơi mà nó xa cái nơi mình ở, mà chúng ta cần phải có bản đồ, nhìn cái bản đồ này để các bạn có thể đi từ cái mũi tên này đến cái đỏ đỏ ấy nè, thì các bạn thấy là mình đi có dễ không? Rồi, tiếp theo cô mời các bạn quan sát thêm cái hình tiếp theo. Đây, cái hình này thì các bạn thấy là nếu như mà có hai cái bản đồ này để các bạn đi đường thì các bạn chọn bản đồ nào? Các bạn chọn bản đồ lúc nãy hay chọn bản đồ này? Tại sao mình lại chọn bản đồ đó? Nào, lúc nãy cô cho là bản đồ 1 thì cái này là bản đồ 2. Vậy thì các bạn sẽ chọn bản đồ nào để mình có thể là sử dụng để đi đường? Bản đồ thứ 2 đúng không? Rồi, bản đồ thứ 2. Bạn ơi, tại sao lại chọn bản đồ thứ 2 thế? Ví dụ như mình đi từ cái mũi tên này nè, mà đến cái ô xanh xanh này nè, thì các bạn thấy không? Là mình chỉ cần nhìn vào cái màu này là chúng ta đi từ đây đến đây, vòng lên đây, vòng đây và ta biết được ta đi rồi nha. Còn nếu như mà cái bản đồ lúc nãy các bạn thì cái màu đen trắng này đôi khi chúng ta chẳng biết đường mà đi đúng không? Đôi khi chúng ta đi lòng vòng này, đi đây đi vòng đây cùng lông mới chơi nữa, đi vòng ra đây rồi đấy,
đi lòng vòng vì nó đen sẵn mình chẳng biết đường mà đi với các bạn ha. Đó thì cái bản đồ mà có màu sắc á, bản đồ có màu sắc á, thì sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng xác định được đường đi hơn. Đó, nó màu sắc này, màu đỏ thì đi là đến những con đường nào, rồi màu vàng đi con đường nào, màu tím đi con đường nào, ví dụ thế các bạn nhé. Đó thì cái khám phá này sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được là bộ não chúng ta như thế nào, các bạn biết không? Nào, bộ não chúng ta như thế nào? Rồi, có màu sắc dễ nhìn chứng tỏ rằng là bộ não chúng ta nó thích màu sắc, nó nhận dạng màu sắc và thích màu sắc nhá. Còn cái màu đen trắng nó không thích đâu. Đó là khám phá số 7 các bạn nhé. Bài rất là cảm ơn các bạn. Đây, bộ não chúng ta rất là cần màu sắc. Nếu như có màu sắc là nó sẽ phát huy tối đa cái khả năng ghi nhớ và nó rất là thích các bạn nhé. Cho nên nếu như trong học tập ý, các bạn chúng ta nên sử dụng màu sắc nhiều vào, chúng ta sử dụng nhiều màu bút, màu mực để chúng ta viết nhá. Rồi là chúng ta ghi chép bằng sơ đồ mind map có nhiều màu giúp chúng ta ghi nhớ tốt hơn. Đó, khám phá số 8. Khám phá số 8, bây giờ chúng ta lại chơi một cái game nho nhỏ đấy nha các bạn nha. Chơi một cái game nho nhỏ. Đây, các bạn quan sát màn hình dùng cơ. Đây, cho các bạn chúng ta thời gian 10 giây. Đoán cho cô xem, đếm cho cô xem có bao nhiêu quả cam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây, các bạn đếm được bao nhiêu quả cam, hãy đánh vào quả cam đúng không? À, bạn 27, bạn 30, bạn 31, bạn 33, bạn 21. Trời ơi, các bạn giỏi quá. Cái này chắc các bạn ý chắc có đếm từ bao giờ đấy sao, đếm nhanh thế nhỉ? Rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ cô mời các bạn ạ. Được quan sát nha. Các bạn hãy đếm cho cô xem có bao nhiêu quả cam. Hai. Bao nhiêu quả cam? Lấy một quả chát dùng cô gái. 30. Trời ơi, bạn nào cũng 30 hết trơn á. Rồi. Rất là tuyệt vời. Vậy thì rút ra điều gì đây? Các bạn thấy không? Ở cái bức tranh đầu tiên ý, quả cam để lộn xộn lung tung hết trơn ấy, các bạn thấy không? Thì mình sẽ đếm nó rất là lâu đúng không? Đó. Nhưng mà những quả cam mà chúng ta thấy xếp vào từng nhóm ấy các bạn. Đó. Thì là chúng ta sẽ dễ dàng đếm được có bao nhiêu quả cam. Đó. Cho nên là ở cái khám phá này cho chúng ta một cái kết luận là gì các bạn? Nãy cô thấy có bạn nói là não chúng ta cần có sự sắp xếp. Đây ta gọi là đúng rồi đấy, bộ não chúng ta là có cần có sự sắp xếp. Nếu như mà có cái sự sắp xếp ấy thì nó sẽ tiếp nhận rất là tốt các bạn nha. Não cần sự sắp xếp gọn gàng, sắp xếp thì nó sẽ giúp cho bộ não chúng ta ghi nhớ tốt. Còn mà chúng ta ẩu cổ thả này rồi là lộn xộn ấy thì là trời ơi, nó giống như là một cái đống tơ ấy, nên là nó rất là khó nha. Đấy thì là khám phá thứ 8 đó, là bộ não chúng ta cần sắp xếp nha. Bài tiếp theo, khám phá thứ 9 là gì đây? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu nào. Có bao giờ mà các bạn nhìn lên bầu trời, những cái đám mây ở trên trời mà mình nhìn thấy nó giống một cái gì đó không? Có ai đã từng nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây mà thấy được nó giống cái gì đó không? Nếu mà có thì các bạn đánh vào cái chat cho cô số 1. Còn nếu mà chưa bao giờ thì các bạn hãy đánh vào cái chat cho cô số 0. Rồi, rất nhiều. Số 1, chứng tỏ là các bạn chúng ta rất là thích ngắm trời ngắm đất nha, rất là thơ mộng luôn nghe. Rồi, cảm ơn các bạn. Thế thì đây các bạn nhìn vào cái đám mây trên này, các bạn nhìn ra cái gì nào? Các bạn nhìn ra cái gì? Đánh vào ô chat cùng cô với. Bạn hãy nhìn lên cái đám mây và cho cô biết các bạn nhìn thấy cái gì nào. Con chó, con vịt, em bé,
Xe ô tô, con chuột, con gà, máy bay. Để ôi cái sự tưởng tượng của các bạn dữ dằn thể luôn á. Heo bay số 2. Rồi đấy là cái hình ảnh này. Nói chung là nhìn hơi khó nha cô. Thì cô nhìn đây này, cô nhìn cái đám mây ở giữa này các bạn, nó giống cái gương mặt của một ông cụ ấy. Cô thấy nó giống gương mặt của một ông cụ, không biết còn các bạn thì nhìn ra cái gì thì cô cũng nãy giờ các bạn có đánh rồi ấy nha. Đây thì muốn một cái sự bộ não chúng ta, mỗi một con người sẽ có một cái sự tưởng tượng khác nhau nhé. Rồi cô mời các bạn quan sát tiếp này. Đây quan sát xem cái hình ảnh đám mây này là gì nào. Mà ô chát dùng cô đi, xem các bạn nhìn thấy cái gì. Gấu, chó, gấu, gấu, chó, con chuột. Rồi, cảm ơn các bạn. Là Nguyễn, con chuột, Phương, gấu. Còn bạn thì là một người. Đào, anh Tuấn thì một người, gấu. Người, bạn đám vẫn như người à. Cái này cô cũng nhìn ra giống một con gấu hay là một con gấu chó hay gì đó, cô nhìn giống như thế nhỉ. Đó rồi tiếp theo mời các bạn quan sát tiếp nha. Ai hãy nhìn cho cô xem cái đám mây này này nó giống như gì nào. Đánh cô chát cùng cô vậy. Xem nào, xem các bạn nhìn thấy cái gì nào. Đi bay. Wow, đi bay. Wow, đi bay rồi. Cái này cô cũng nhìn giống đi bay, thuyền đứng. Rồi, đó, cô cũng nhìn thấy cái này giống đi bay thật. Công nhận là phải nói là tạo hóa nó rất là kỳ diệu ha. Đó, như đám mây ấy, nó bay, nó trôi, nó tạo thành một cái hình tượng rất là giống luôn. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Các bạn nhìn cũng rất là giỏi. Rồi, tiếp theo, các bạn nhìn cho cô xem cái gì đây, một cái đám mây này. Anh nhìn ra cái này là cái gì. Nhìn ra cái gì đây. Chim đại bàng, con đại bàng, ra bảo con đại bàng, tôn nguyên chim ưng, con chim, rồi, cô cũng nhìn thấy cái này giống một cái con chim đại bàng khổng lồ đó các bạn ha, nó đang thì bay, nó đang thì quay mặt nó nhìn đấy, rồi đó, này cô thấy các bạn chúng ta đều có cái sự tưởng tượng đấy, thì đôi khi mà chúng ta buồn buồn, nắm trời, nắm đất, nắm mây đấy các bạn đấy, là có những cái nắm mây nó ra những cái hình tượng đấy, nào, đây nè, nhìn xem hình tượng này giống cái gì đây. Nhìn giống như vậy đây. Heo, cá voi, cá, máy bay. Cá heo, cá mập. Rồi, fish. Rồi, rất là tuyệt vời. Cô cũng nhìn thấy nó giống con cá các bạn nhỉ. Nó giống một con cá heo hay một con cá mập gì đó thì đúng rồi. Rất là tuyệt vời đúng không? Rồi, vậy thì sao? Khám phá cái chính của mình là gì? Bộ não chúng ta nó làm sao? Các bạn đánh bộ chắc dùng cơ ngay theo các bạn. Yêu hình ảnh. Và cái này mà khi mình nhìn thấy một cái gì đó nó giống một cái gì đó thì ta gọi là gì? Đúng rồi. Tào Tấn Anh nó rất là thích tưởng tượng. Cho nên các bạn chúng ta ấy là xưa giờ chúng ta học chúng ta đã hay tưởng tượng chưa? Nếu như mà chúng ta học chúng ta biết vận dụng, chúng ta dùng bộ não ra tưởng tượng này nó giúp chúng ta ghi nhớ rất là lâu nha các bạn nha. Cái khám phá thứ khiến chúng ta đây chính là bộ não chúng ta rất giỏi tưởng tượng. Nó giỏi tưởng tượng lắm. Những cái nhà khoa học ấy để người ta phát minh được ra cái máy bay bay trên bầu trời là do đầu tiên người ta phải tưởng tượng đấy các bạn nha, người ta tưởng tượng. Rồi người ta có thể thiết kế, người ta có thể tạo ra được bóng đèn, người ta tạo ra được cái máy vi tính hiện nay bây giờ là tất cả đều đầu tiên là do cái não người ta tưởng tượng ra hết. Thế thì từ cái việc tưởng tượng đó mà người ta mới bắt đầu người ta bắt tay vào người ta thực hiện nha các bạn nha. Đó, và cuối cùng bộ não, mời các bạn cùng quan sát. Đó, khi chúng ta nhìn thấy một cái từ ngữ nào đó, khi chúng ta nhìn thấy một cái sự vật nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng tất cả các cái giác quan của chúng ta, ví dụ như là mắt, đó, rồi tai, đó, rồi là cảm giác như thế nào, thời gian bao lâu để chúng ta suy nghĩ để mà chúng ta thấy được cái đó nó ra làm sao ha. Rồi bây giờ cô mời các bạn chúng ta cùng quan sát này.
Từ gì đây các bạn? Xoài. Vậy thì khi chúng ta đọc thấy từ xoài, nghĩ thấy, chúng ta sẽ nghĩ là điều gì? Khi chúng ta thấy cái từ xoài này, chúng ta nghĩ tới cái điều gì? Bạn thấy không có quan trắc được cô gái? Bạn tưởng tượng cho cô xem là chua, vàng, màu vàng, chua, dài, đúng rồi. Bạn thấy nào? Ngọt, ngọt, đúng rồi, nó chín thì nó ngọt, mà nó xanh thì nó chua, đúng rồi. Chấm muối, đúng rồi. Ăn xoài và chấm muối Tây Ninh thì tuyệt vời, đúng không? Không, rồi, đúng rồi. Chúng ta sử dụng cái muối ta để chúng ta thử nghe. Rồi, xoài xanh, mềm, chín thì mềm. À, nhưng mà xanh thì cứng và giòn, đúng không? Giòn, đúng rồi, rất là tuyệt vời. À, như vậy là các bạn biết không? À, cứng, cứng, đúng rồi. Khi nó chín thì nó sẽ cứng, nó giòn, nó cứng nghe. Rồi, rất là cảm ơn các bạn ơi. Có bạn nói là mấy em sắp hết pin rồi thì các bạn lưu ý cho cô nha. Chúng ta hãy sạc pin trước khi học nha các bạn nha. Và chúng ta chỉ còn ít thời gian thôi để chúng ta xong rồi các bạn nhé. Đó, thì là các bạn thấy không? Nè, đúng rồi đấy, các bạn tưởng tượng đúng rồi đấy. À, khi chúng ta nhìn thấy một cái từ ngữ nào đó thì chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến cái hình ảnh, hình dạng của nó này. Nó tròn tròn, dài dài này. Rồi nó chua này, rồi có thể chấm muối này ăn này. Rồi nó ngọt này, nó màu vàng nè, vân vân. Đó, mình có thể làm sinh tố nè, rồi mình có thể ăn sống này, vân vân. Đó, thì khám phá nước người của mình là gì đấy? Các bạn, khám phá nước người của mình là gì? Nào, khám phá nước người là gì đây? Mời các bạn. Đây, đó là bộ não chúng ta rất giỏi liên kết các bạn nha, tưởng tượng liên kết. À, liên kết cái trái xoài này là mình liên kết này, mình dùng mắt này, dùng mũi này, rồi là dùng các cái giác quan của mình ấy để mình có thể là tưởng tượng và liên kết cái trái xoài đấy, mình có thể làm cái gì, ăn uống mùi vị ra làm sao các bạn nha. Đó, thì cái khám phá những người mà là bộ não rất giỏi liên kết. Và khi mà chúng ta liên kết ấy, các cái giác quan của chúng ta với nhau ấy, thì được giúp cho chúng ta nó sẽ ghi nhớ không ngờ các bạn nhá. Đó, thì đó là 10 bí mật của bộ não. Và 10 bí mật này, nếu như chúng ta biết được cái bộ não chúng ta có 10 bí mật này, thì chúng ta hãy tận dụng cái sự hiểu biết này để chúng ta và cái phương pháp siêu trí nhớ, cái phương pháp trong khóa học siêu trí nhớ chúng ta là những phương pháp mà nó hội tụ đầy đủ cái 10 bí mật này. À, để giúp cho bộ não chúng ta ứng dụng 10 cái bí mật này vào để chúng ta học tập. Cho nên chúng ta dễ dàng nhớ, dễ dàng mọi thứ. Đó, và chúng ta có thể là học tập nhẹ nhàng nha. Và nhớ rồi là nhớ luôn, chứ không phải như là bình thường chúng ta học nhớ, học xong cái quên, học xong ngày mai quên mất rồi ha. Còn nếu học cái cách này, hiểu bộ não của mình, học theo cái bí mật bộ não, cái đặc điểm bộ não chúng ta, thì chúng ta học rồi là chúng ta nhớ ngay các bạn nè. À, rồi vậy thì muốn có bộ não khỏe mạnh, muốn cho học nhanh, học nhẹ nhàng thì cần phải học bằng hai bán cầu não. Đó, thì học bằng cả bán cầu não trái là các con số chữ viết, ký tự, và cả bộ não phải là hình ảnh, màu sắc, rồi là sự tưởng tượng, sự liên kết ha, rồi sự sắp xếp. Đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta học nhẹ nhàng hơn các bạn nha.